Văn đang đứng trên trục đường số 19. Thì đợt trước Văn có quay một cái nhà dưới đây cách đây tầm 500m. Và cũng trên trục đường số 9 này thì Văn sẽ giới thiệu mọi người một cái căn nhà bên góc này. Thì cách cái đường vành đai 2 thì tầm bán kính là 100m thôi mọi người. Đó, cái đứng đây mình sẽ thấy được cái đường vành đai 2 nè. Đối diện sẽ là đường số 7. Bên cạnh này sẽ giao với lại đường 21A nha mọi người, đường vành đai 2. Đặc biệt đây là những cái ổ khóa của anh chủ lần đây thì là ở ngoài mình ngỡ vô rất là khó nha mọi người. Đó là cũng là thiết kế để chống trộm. Đây là tầng 1, tầng 1 và tầng 2 là sẽ đều có hai phòng ngủ nha mọi người, và phía trước đều có ban công nên là mình khá là thoáng mát. Ở phía trong phòng ngủ lớn này sẽ có một phòng vệ sinh, và tương tự bên này thì cũng một phòng ngủ kèm thêm một cái phòng vệ sinh nữa. Và với ngôi nhà này thì Văn thấy thiết kế anh chủ là đều các phòng ngủ đều có ban công nên là tạo cái cảm giác thông thoáng cho ngôi nhà của mình.